hé lộ sự thật việc bạch lộc và trương lăng hách bị tắm sống khi đang hẹn hò Hòa ra ảnh chụp bạch lộc trương lăng hách để hẹn hò như thế này đây bạch lộc trương lăng hách là một trong những cặp đôi phim giả tình thật nổi tiếng nhất nhìn màn ảnh hoa ngữ cả hai vương tin đồn hẹn hò về đoạt hành động thân mật trong hậu trường cũng như sau khi ninh an như mộng kết thúc cặp đôi bị chụp ảnh đi hẹn hò nhiều lần nhưng mới đây nam diễn viên vương tinh việt đã tiết lộ sự thật ngã ngửa cụ thể khi cùng nhau trả lời phỏng vấn tuyên truyền cho ninh an như mộng vương tinh việt đã vô cùng thắc mắc Tại sao cả ba đều đi ăn Hai người được lộ mặt mà em thì bị làm mờ vậy Papa Zazi này là do Trương Lăng Hách thuê phải không Ngay đập tức câu nói này đã khiến cả Trương Lăng Hách Bạch Lộc phải bật cười ngại ngùng Được biết trước đó Papa Zazi từng khôi tin cặp đôi đi ăn cùng nhau tới khuya Tuy nhiên sự thật là bữa ăn này có cả vương tinh Việt Chỉ là nam diễn viên đã vô tình bị làm mờ Tuy cặp đôi đã nhiều lần phủ nhận mối quan hệ yêu đương Nhưng người hâm mộ tin chắc rằng Trương Lăng Hách Bạch Lộc có mối quan hệ đặc biệt trên mức tình bạn được biết tháng 9 năm ngoái, nữ diễn viên bị tung bằng trưởng tới nhà trường lăng hách qua đêm. Thậm chí vào ngày trung thu, Bạch Nộc còn đến nhà bạn trai tin đồn và tự mở khóa. Nếu không phải hẹn hò chắc chắn hai diễn viên này không thể có những hành động thân thiết tới như vậy.